Vâng, sau khi kết thúc buổi livestream thì chúng em cũng nhận luôn một cuộc điện thoại và cũng hướng dẫn bác đấy đến địa chỉ 133 Trường Lâm để nghe và trải nghiệm luôn cái cầu hình combo. Cầu hình này thì có một cặp loa VK921, ở phía bên trên là bộ đẩy liên vang X7 Pro, và phía bên dưới thì chúng em đang tư vấn thêm cho bác cái cục loa Super Leader 12+. Và đây là quy trình cũng như là trong cái tư vấn và hướng dẫn sử dụng, thì gì cả chúng em sẽ hướng dẫn tận tình cũng như chỉ những cái ưu và nhược điểm của một chiếc đẩy và cái góc cạnh khai thác được tất cả những cái ưu điểm của từng thiết bị một. Với đôi loa VK921 là một đôi loa được thiết kế nhiều đường tiếng cho ra chất âm chi tiết sạch sẽ trong trẻo, gồm một hệ thống bass 30, một hệ thống trung trầm đường kính 20 và trung cao 16 ạ, và 3 1 2 3 chép bằng giấy và một siêu chép đi kèm. Kích thước của cặp loa này có chiều cao lên đến 84 cm và ngang là 40 và sâu 34. Với cái cộng hưởng vỏ thùng lớn như vậy thì cái chất âm từ tiếng bass cho đến dải trung âm cho đến dải chép nó tách bạch chi tiết, đặc biệt được phối ghép thêm cùng chiếc đẩy X7 Pro DAC, là chiếc đẩy được trang bị với con chip giải mã cao cấp nhất hiện nay. Không thể thiếu được bộ mic khuyến mại tặng kèm, đó, bộ mic VK49 chúng em tặng kèm đi kèm. Và đặc biệt là bác khách hàng đây muốn nối thêm giải loa siêu trầm thì chúng em đã ghép thêm con trầm Leader 12+. Và cấu hình combo này đang có một mức giá là 19 triệu đồng, một cái mức giá 19 triệu đồng và chúng em tặng kèm bộ mic đi kèm. Kỹ thuật chúng em đã hướng dẫn các cách sử dụng một chiếc đẩy và cái cách để khai thác được cái dòng nhạc mình yêu thích trong một bộ dàn âm thanh để đạt được cái yếu tố như là hay theo đúng sở thích, tiết kiệm chi phí. Thì Zika chúng em sẽ tư vấn các anh em với những cái tiêu chí như là bộ dàn âm thanh đẹp này, hay này, dễ sử dụng này, đấy, nghe nhạc hay, hát hay. Đó, mic tặng mic chúng em tặng kèm là 1.500.000 đồng anh ạ. Anh đây vừa rồi đây bên kỹ thuật chúng em hướng dẫn cho anh sử dụng. Thì, đúng, cái bộ dàn âm thanh nó hay hay không nó cũng phụ thuộc vào cái không gian nhà mình nữa. Rồi nhà anh mà tường phẳng mấy kính nhiều thì nó sẽ tiếng nó sẽ bị va đập, cái hiện tượng va đập thì nhiều. Anh trang trí thêm một ít đồ nữa như ở góc kiếp, làm lấy mấy cái trụ tiêu âm để góc nhà. Đúng rồi. Có nhiều nhà, có những bác chúng em đi lắp vào còn trong phòng nó còn kín đấy. Mình trong mình thử nghiệm, mình chỉ cần vỗ cái tay là mình thấy cái tiếng vang là đã biết. Ừ, là giống hình như kiểu hang động. Đấy, phòng nhà anh ở dưới nhà anh nhiều lúc ở đây gọi còn nghe rõ không rõ mấy, kiểu nó có biết ồm không? Ồm là phòng mình nó kín quá, nó ấy cái tiếng phòng mình nó tiếng vang nó nhiều. Đấy, phòng đấy thì nó khó khói lắm, nó tiếng vang vọng nhiều, khó set up lắm. Gần như là muốn hay thì phải cho thêm nhiều đồ vào trong nhà, như là những cái vật liệu như không đơn giản anh sắm một cái ghế sofa thôi bằng nỉ thôi để cũng được. Đấy, thêm vài cái ấy nữa. Đúng rồi, thế phải làm cái rèm, đúng rồi. Ở tường làm rèm, kính làm rèm cũng được. Lúc nào nghe nhạc mình. Tường nhẵn nó cũng phản âm thanh cũng mạnh lắm. Thế thì muốn hay thì đa số kính thì anh muốn nghe nhạc hay hát hay thì anh cứ làm rèm cho em. Lúc nào hát thì hạ rèm xuống. Xong chỗ ngồi thì làm một bộ ghế sofa nỉ, thay vì đồ gỗ làm một sofa nỉ. Ok, rất là nhanh, chúng em chốt những cái cấu hình combo thì hiện tại thì sẽ đưa vào để đóng hàng. Thì đây, với một cặp VK921 này, một chiếc đẩy, bộ mic và thêm cục loa siêu trầm nữa. Thì kỹ thuật chúng em cũng sẽ ra về cùng anh để bàn giao lắp đặt cho anh luôn. Và sẽ khép lại video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.